Rồi, vô. Hôm nay là các em sẽ làm qua bài mới của phần reading nhé. Hôm nay thầy sẽ lựa cái phần bài dễ. Cái bài này chưa không phải là bài thi chính thức của các em nhé. Đây là cái phần mà thầy sẽ lựa ra cho các em luyện tập trước để mình nắm được cách làm. Đây cũng là một bài thi IELTS luôn, nhưng mà IELTS thì nó phân ra hai loại phần IELTS. Đó là thầy nói sơ chút xíu cái này xíu. Mượn tạm cái bài này chút để hướng dẫn. Rồi, thì IELTS của mình nó có hai loại, đó là IELTS Academic là cái mà các em học chính thức nha, là dành cho du học và nó là chương trình của học thuật, và một cái nữa là IELTS General Training. Đây là cái phần để làm việc, di cư, làm việc và nhập cư tại nước ngoài. Thì hai thằng này nó là hai cái phần bài thi khác nhau, và phần IELTS General Training thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng cách ra câu hỏi giống nhau nha, nó chỉ dễ về cái nội dung bài lúc mà các em làm thôi. Giống như bài đọc ở đây thì nội dung từ vựng nó dễ hơn ha. Còn câu hỏi y hệt không gì khác hết. Cái cách mà họ ra câu hỏi và phân biệt câu hỏi đó. Rồi thì cái trọng tâm của mình là cái thằng này nha. Hôm nay thì do cái phần bài đầu của hội đồng thi cho nên thầy lựa cái phần này để luyện tập cho em mấy cái vụ câu hỏi này nè. True for not given. Hoàn chỉnh nữa nha. Một số bạn thì có biết được cách làm này rồi. Ở cái có một số bạn thi rồi đó là biết được cách làm này rồi. Sẽ ôn lại để tăng điểm nha. Còn còn hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn chính xác cái phần từng dạng câu hỏi để dù em biết rồi cũng phải nắm để hoàn chỉnh ở cái phần bài thi của mình. Từ phần đầu luôn nha. Rồi mình sẽ đi từ phần đầu luôn, đây là session 1 ha. Bài thi IELTS reading của mình sẽ có 40 câu và nó chia đều ra các bài đọc cho mình ha. Rồi thì khi mà các em tới cái bài thi chính thức của cái phần academic này á, lúc ấy thầy sẽ hướng dẫn lại lần nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ giống hoàn toàn cái phần. Rồi, không có gì hết ha. Rồi ok, thầy vô. Phần này của mình thi sẽ là 1 tiếng đồng hồ và có tổng cộng 40 câu nha. Cái bài này cũng 40 câu luôn nha các em. Rồi. Rồi. Okay, đây thầy lấy câu hỏi đi ha, cho các em dễ coi xíu. Rồi, ở đây hôm nay mình sẽ học về cái phần true for not given để mình nắm hoàn chỉnh cái cách làm này ha. Bây giờ thầy sẽ ghi tổng quát cái cơ bản này, cái phân biệt cho nó chính xác lại luôn nhé. Many cars in Vietnam are. Đây sẽ ghi lại xíu. Rồi. Thầy ghi phân biệt xíu ha. Forms. Ủa, cái gì màu đỏ này xuống. Bạn nào trong quá trình học mà có thắc mắc gì hay có cái gì cứ nhắn đây cho thầy ha. Nhắn vô cái phần inbox thì nó sẽ hiện lên cái màu đỏ giống hồi nãy là thầy sẽ coi liền. Rồi, form. Phân biệt kỹ cho thầy luôn nha. Nhiều bạn dù có biết làm là vẫn bị sai như thường. Gì ta thì cũng được. Ok. Em đã xin hình như có một bạn lọt không ạ? Các em có thấy màn hình không? Ồ, hình như các bạn có. Chờ lại xíu nha. Có bạn không thấy màn hình. Có bạn nào không thấy thì có gì thì
tắt cái cuộc gọi á, bật lại lần nữa thử cho thầy xem. Thầy đang quay màn hình đó. Có ai không thấy nói nghe. Rồi. Có nghe thầy đang share nè, đang share screen. Bạn nào không thấy nhớ nhắn nha. Ok, tiếp tục. Word meeting to Europe in nations. Ok. Đợi xíu nha. Rồi, not given. Câu cuối này nhiều bạn rất là lộn nè. Not given. Rồi. Nhớ lên tắt micro liền nha các em. Nó bị nhiễu âm vô cái phần thu âm á. Nó thu liền á. Cẩn thận nha các em. Rồi, bắt đầu thầy phân biệt nè. Ok. Cái câu đầu tiên thì các em sẽ thấy đó là để thầy in đậm chút xíu ha. Rồi, nhiều xe hơi tại Việt Nam được sản xuất ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì ngay cái câu đầu các em đọc em sẽ cảm nhận được là cái nội dung chính, cái nội dung của câu này nó nói về sản xuất. À, thường em cứ hiểu là nội dung nó nằm ở khoảng động từ, nó nằm ở gần động từ. Thì đọc lại lần nữa là các xe hơi tại Việt Nam thì được sản xuất ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Câu này nó nói về sản xuất nha các em. Ok. Vậy em cứ ra đi rồi chút để thầy bấm con lại xem sao. Nó biết nó bị lỗi gì đó. Em thoát Sky xem nó có bị gì không. Các bạn vẫn đang thấy ha. Tại vì nếu mà thầy tắt lần nữa thì nó bị lọt á. Giờ bắt đầu gọi lại nữa hình ra nó khó lắm. Thử xem có bị lỗi Sky gì không. Không sao thì có gì chút cái video có lưu lại ha. Cái video có lưu lại cho nên là có gì để coi lại cái phần đầu này cũng được. Sky nó bị gì đó. Em bấm lại tới hay là dùng máy tính của ai đó gọi thử coi. Tại lâu lâu Sky nó cũng có cái gì. Rồi, không sao video có lại mà, đừng lo. Rồi thầy nói tiếp nè. Thì đối với phần này thầy sẽ hướng dẫn nhanh luôn để em nắm được cái cách làm luôn ha. Là nội dung. Chỗ này thầy gạch màu đỏ là thường là nội dung chính của câu. Còn những cái xung quanh sẽ là thông tin ha. Sẽ là thông tin, cụ thể là thông tin nhỏ thôi. Các xe tại Việt Nam, rồi hai quốc gia là châu Á với lại Hàn Quốc với lại Nhật Bản. Thì đối với một câu true em đọc em sẽ biết ngay ha. Là một số lượng lớn cũng là nhiều ha xe hơi tại Việt Nam được sản xuất tại châu Á, tại hai quốc gia châu Á. Tại hai quốc gia châu Á. Thì em hiểu ở đây á là cái câu true nó sẽ hoàn toàn đúng cả nội dung lẫn thông tin ha. Nội dung chính là nội dung á, lẫn thông tin. Rồi, thông tin là quốc gia châu Á và xe hơi tại Việt Nam. Thì cái câu này nó chính xác ha. Nhưng mà thầy viết như vậy là em hiểu là thường sẽ bị đổi từ vựng, thường sẽ bị đổi chữ để nó bẫy mình ha. Câu tiếp theo. Một số lượng lớn xe tại Việt Nam được sản xuất ở hai quốc gia châu Âu thì nhớ câu font nội dung. Đây là một trường hợp thứ nhất là nội dung vẫn đúng so với câu trong bài. Là vẫn nói về sản xuất. Nhưng nó bị sai ở cái thông tin nhỏ, cụ thể đây là hai quốc gia châu Á, hai quốc gia châu Âu. Hai quốc gia châu Âu. Em đợi xíu nha.
hai quốc gia châu Âu. Nghĩa là một cái câu này nó sẽ bị sai, dẫn đúng nội dung và sẽ sai ở cái thông tin, ở cái thông tin ngoài nội dung, chủ yếu là cái thông tin liên quan thôi, thông tin nhỏ ha. Còn một cái trường hợp thứ hai đó là vẫn đây, trường hợp thứ hai đó là ngược nội dung, nghĩa là bên đây nó nói là có, ừ có sản xuất, bên đây thì nó nói là không. Vậy là false ha, nghĩa là nội dung vẫn liên quan. Hai câu này nội dung vẫn liên quan trong bài nghe các em, vẫn liên quan trong bài. Một câu em cứ hiểu là đúng nội dung và sai thông tin, một câu thì là bị ngược nội, phủ định nội dung hay bị ngược nội dung á. Rồi bị phủ định hay bị ngược nội dung, mà ngược nội dung cũng được. Thầy ví dụ như là, ví dụ thôi, câu đơn giản thôi. À, người Việt Nam thì ở trong bài á, trong bài ha, trong bài nó nói người Việt Nam thì, à lấy bài này luôn đi. Thầy ví dụ thôi, xe hơi tại Việt Nam thì rẻ, xe hơi tại Việt Nam thì mắc đi cho nó chính xác ha, nhưng mà trong bài thì nó sẽ nói là xe hơi tại Việt Nam thì rẻ. Đó, thì lúc này nội dung bị ngược, chính xác luôn. Đây, còn đây là phủ định cũng vẫn là ngược nha. Rồi, em cứ hiểu như vậy, giống như một bên nó có, bên nó không vậy đó. Rồi, còn câu not given, đây là một trường hợp, đó là nội dung không liên quan, sản xuất với xuất khẩu không liên quan nha. Còn thầy để như vậy để em hiểu á, là những cái nội dung của câu not given thường giữ nguyên y hệt trong bài, nó bẫy mình. Ê, thông tin chứ thầy nhầm, thông tin những từ khóa này nọ nó sẽ giữ nguyên trong bài, nó sẽ giữ nguyên trong bài để không để mình nó bẫy mình nha. Rồi bây giờ bắt đầu vô bài ha các em. Ok bây giờ thầy dịch ha. Rồi thầy sẽ dịch, sau đó thầy sẽ đối chiếu câu hỏi. Thì cái cách đọc vậy nè các em, thầy chỉ nè, là các em sẽ đọc, nhớ đọc cho thầy là em sẽ đọc hết một câu, hết hết một khổ nha. Qua cái bài academic của mình thì khổ sẽ dài hơn, nhưng mà thầy khuyên là nên đọc hết một khổ, rồi đọc lại lần nữa. Bạn nào chưa cứng đọc khoảng 2-3 lần, từ từ thôi không gấp. Mình đang luyện ở đây là mình sẽ mình đang luyện ở đây là mình sẽ tập luyện cả kiến thức của mình luôn. À thầy quên nói, nhớ học cái phần reading này của mình sẽ được học hai cái bước song song, đó là dịch luôn cái bài ha. Em sẽ hiểu được cách dịch ngữ pháp và từ vựng, song song bên cạnh đó sẽ biết được cách trả lời câu hỏi, là câu hỏi đó trả lời kiểu gì. Những cái tip hay là những cái hướng dẫn hay cái mà so sánh, cái mà đối chiếu, à, cái mà cách làm câu hỏi, những cái tip, những cái mẹo trong đề thi họ ra như thế nào và cách thay đổi câu hỏi như thế nào, từ đó mình sẽ phân biệt. Giống như cụ thể hồi nãy thầy hướng dẫn cái vụ true false not given ha. Đó là cái phần làm bài thôi, cái phần làm câu hỏi thôi. Còn cái chính xác, còn cái gốc dẫn là sẽ mình sẽ học đến cái việc là mình sẽ hiểu luôn cái bài, để nó giúp em tăng cường từ vựng để áp dụng qua những cái bài khó hơn ha, nhất là bài academic. Rồi, bắt đầu thầy nói tiếp ha. Trong quá trình đọc, em đọc hết một khổ, sau đó nhìn nghía lại câu hỏi cho thầy nha. Ừ, nghía lại một hai câu cũng được. Lỡ có làm hết bài mà chưa làm hết câu không sao, có gì họ đọc lại câu hỏi mình sẽ biết ở đâu. Rồi, tiếp tục ha. Application, đây là xin passport, xin passport nhé. Bạn sẽ cần phải điền vô một cái đơn để xin passport theo những trường hợp sau đây. In following circumstances. Cái này đồng nghĩa với chữ situation đó. Ha, theo những trường hợp sau đây. Nếu bạn xin passport lần đầu, hoặc là nếu bạn xin muốn thay đổi cái passport hiện tại của bạn, hoặc là nếu bạn muốn, à, nếu như passport của bạn bị hết hạn ha, hoặc là nó đã bị mất hay là bị đánh cắp, thì bạn, à, cái đơn xin passport của bạn cần phải được thực hiện bởi chính bạn, ghi bằng tay bởi chính bạn. Nghĩa là thầy nói đơn giản là bạn phải tự làm, bạn phải làm, bạn phải ghi cái đơn xin passport ha, passport, bạn phải làm cái, bạn phải tự làm, bạn ghi đơn, ghi xin đơn passport này cho mình ha. Thì tiếng Việt đọc là passport, tiếng Anh thì đọc là passport, đọc rõ ràng nha các em, passport application xin ha. Rồi vậy thì nó sẽ chứng minh cho câu đầu tiên là nhiều bạn dễ lộn lắm. Câu 1 sẽ là font.
nghĩa là điền vô đơn nội dung chính có nói. Câu này em dịch lại nè: một người chồng có thể điền đơn xin passport cho người vợ của mình. Nó cũng là ná với câu nó kỳ vần, nghe nó không có đề cập trong bài đúng không, cảm nhận là không có đề cập trong bài, nhưng có nha. Như hồi nãy thầy nói, mình sẽ chia ra cái vụ nội dung và thông tin, vì vậy em sẽ xét kỹ. Ở đây cái nội dung mà điền đơn xin passport có ha, có nói cái vụ này: filling an application form, điền vô cái đơn này. Ở đây nó nói rất là rõ là application form must be completed, là cần phải điền, nó đổi chữ thôi, cần phải được hoàn thiện, cần phải được làm, cần phải được hoàn tất, là điền đó. Must be completed. Rồi ở đây nó kêu là in your own, có nghĩa là tự một mình. Ở đây thật ra cái nghĩa cụ thể của nó đó là người khác có thể điền passport cho bạn. Thì ví dụ như vậy, cho bạn, một người nào đó, a person, có thể điền passport cho bạn, là nó đó. Thì lúc này nó bị sai cái thông tin, nó bị sai cái thông tin nhỏ. Em cứ nhớ cho thầy cái thông tin nhỏ là thông tin xung quanh cái nội dung á. Nó thường sẽ là cái tên, tên số hoặc là danh từ chỉ định, nói chung là danh từ nói về vật hay là con người này nọ. Để em cứ hiểu, thông tin thường sẽ là tên, số liệu hoặc là danh từ nói về người, vật này nọ ha. Thì em cứ nhớ như vậy trước cho thầy. Thì ở đây bị sai cái vụ thông tin, nghĩa là sai cái thông tin xung quanh này ha. Một người chồng có thể điền đơn cho người vợ, ở đây nó cũng giống như là một người có thể điền đơn cho bạn, nghĩa là nó sai cái thông tin đối tượng, nó sai cái thông tin nhỏ, sai thông tin đối tượng thực hiện sự việc này. Trong khi trong bài nó nói rất rõ là bạn phải làm, nghĩa là chính bạn làm, bên đây là nhờ người khác làm. Rồi các em hiểu ha. Rồi từ từ đây các em sẽ hình dung hết được cái câu true for not given. Nhớ bám sát cái vụ true for not given, bám sát cái vụ for với not given cho thầy. For là vì khác nội dung, not given nhớ xét nội dung cho thầy, tách cái nội dung ra cho thầy, là vẫn có đề cập nội dung vẫn liên quan nghe các em. Như nãy thầy nói, một là nội dung đọc, nội dung vẫn đúng ha, rồi thay thông sai thông tin xung quanh. Hai là nội dung bị ngược lại, phủ định hoặc là ngược lại đúng luôn. Ok ha. Câu 2, chút ở dưới nó sẽ có cái câu not given, lúc đó em sẽ dễ phân biệt hơn. Câu 2 là cái bản sao của cái tài liệu để xin visa đó được chấp nhận ha, được chấp nhận ở trong các tình huống, ở một số tình huống. Bản sao của các tài liệu được chấp nhận ở các tình huống. Rồi thầy dịch tiếp ha. Khi bạn có cái tài liệu, ở đây nó nói là cái bằng chứng về thành viên của cư dân của một thành phố hoặc là thẻ định danh. Cái này thì bên nước ngoài thì nó có thể nó nhiều hơn mình. Bên mình thì thường sử dụng cái identity là cái chứng minh nhân dân của em á ha. Bên mình sẽ xài là identity, là identity card đó, là cái thẻ căn cước bây giờ, hoặc là chứng minh nhân dân luôn á, là nó đó. Citizenship thì hầu như là bên mình không có xài, mình xài cái identity. Thì thầy dịch chỗ này, bằng chứng về identity có nghĩa là chứng minh nhân dân á. Với chứng minh nhân dân ha, với cái chứng minh nhân dân của bạn, bằng chứng về identity là chứng minh đó, thì bạn phải đính kèm hay là bạn phải đem chung với cái passport cũ ha, cái này chủ yếu là passport cũ nè, để dành giống như thay đổi gì đó, hoặc là cái khai sinh của bạn. Nếu em chưa có passport cũ để nó đối chiếu lại thì em sẽ dùng giấy khai sinh ha, chứng minh nhân dân đi chung với khai sinh. Thì tất cả những giấy tờ này cần phải là nguyên bản, bản gốc. Rồi có này kia, ở đây nó kêu là bản sao được chấp nhận, nghĩa là chấp nhận về một tài liệu, chính xác nó vẫn có nói về nội dung chấp nhận ha, nhưng sai thông tin. Danh từ nè, photocopy, ở đây thì nó sẽ là origins, là bản gốc. Vậy thì sai cái thông tin thôi. Tất cả những tài liệu phải là bản gốc, cái nghĩa là chấp nhận bản gốc. Ở đây thì nó kêu là photo. Rồi, vậy thì có nói về việc chấp nhận một tài liệu ha. Dịch kỹ nghe các em. Nhưng mà ở đây là photo, copies. Vậy thì sẽ là font. Câu tiếp theo, câu 3. Một cái bản thông tin, một cái đơn xin visa mà không đầy đủ thông tin ha, incomplete là chưa hoàn chỉnh, có nghĩa là chưa đầy đủ, sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc.
ha, sẽ ảnh hưởng đến quy trình làm việc, có nghĩa thời gian xử lý là thời gian mà để họ xem xét này nọ đó. Rồi thầy đọc lại ha, một cái bản xin visa không đầy đủ thông tin sẽ ảnh hưởng đến thời gian xử lý, thời gian công việc, thời gian xử lý hay thời gian mà có giấy tờ đó. Ok, thì giờ tiếp nè. Cái thời gian tiêu chuẩn để xử lý, để giải quyết một cái đơn xin visa là lên đến 10 ngày hành chính, 10 ngày làm việc chính. Rồi, quy trình xử lý sẽ bắt đầu, này danh từ nha. Quy trình xử lý sẽ bắt đầu từ khi chúng tôi nhận được cái đơn xin hoàn chỉnh. Application form nó đồng nghĩa với, nó chỉ đơn giản là application. Cái nào cũng được nha các application hay là application form là nó đó. Và những cái người xin visa, applicant, ứng cử viên là người xin visa đó, có lẽ sẽ phải bị delay, có nghĩa là phải đợi thêm nếu văn phòng visa nhận được cái đơn xin thiếu thông tin, đây, missing information. Vậy thì phải bị delay. Bởi vì họ có giải thích là những cái thời gian thêm này là cho việc là chuyển tới và chuyển lui, giống như là giấy tờ phải trả về cho em bổ sung rồi lại hả? Rồi lại nộp lên đó, thời gian đó, đó extra time. Vậy thì một cái bản xin không đầy đủ thông tin, chứng minh thiếu thông tin hay gì đó ảnh hưởng đến thời gian xử lý, chính xác. Bị delay đó, nó nói cụ thể luôn là bị delay ha. Câu tiếp theo. Cái hình passport ha, bên người passport, hình passport trong cái đơn xin visa của mình phải có màu. Chú ý nè, chú ý cẩn thận nghe câu chừng 7 thầy nói rồi, những cái câu not given rất là dễ bị 7 ở cái thông tin nha. Nội dung thì nó làm sai đúng rồi, nhưng mà nó sẽ 7 cái thông tin. Thấy giống quá cái quýnh vô ha. Coi chừng á, coi cẩn thận nè các. Rồi thầy đọc lại nè. Những cái hình xin visa trong cái bộ hồ sơ của mình á phải là hình có màu, in color. Coi tiếp ha. Vui lòng cung cấp hai cái hình xin visa giống nhau, identical là giống nhau các em. Hai cái hình của bạn. Rồi. Là giống nhau. Cả hai hình phải cùng kích cỡ và phải ít hơn 12 tháng, có nghĩa là chụp dưới 12 tháng á. Vậy thì nội dung chính của cái thằng nội dung của cái câu hỏi, cái câu bên bài nó là hai cái hình phải bằng kích cỡ và dưới 12 tháng. Trong khi bên đây nó nói là hai cái hình cũng là hai hình ha. Phải có màu, hiểu chưa các em? Đây, nó bảy mình cái hình. Nhưng nó bị sai chỗ thông tin. Ok, sai ở chỗ nội dung chứ, sai chỗ nội dung. Nội dung thầy nói là nó khoảng ở khoảng chỗ động từ nha. Em nhớ vậy được rồi. Làm riết em sẽ thấy em hiểu ý này. Đúng ra em cứ, nó cũng chủ yếu là nghiêng về phương pháp dịch thôi. Em dịch khi mà đã rành vậy đó thì em sẽ biết ngay luôn, em sẽ đọc hiểu luôn có nội dung hay không, mặc dù nó có giống từ khóa hay không ha. Mặc dù cho là nó có giống từ khóa đi chăng nữa, em vẫn sẽ biết là nó có nội dung hay không. Còn bây giờ thầy phân biệt như vậy để các em dễ kiếm nha. Và bạn nào mà dịch tốt thì còn nhanh nữa, đọc cái là sẽ tách nó dễ hơn, đỡ mất thời gian hơn trong bài thi. Có 1 tiếng là thời gian mình phải làm nhanh. Rồi. Must be in color, dễ hiểu ha. Tiếp theo. À, câu tiếp theo. Vậy đây câu này là not given, hiểu rồi ha. Câu 5. Người làm chứng cho bạn có thể phải là người thân của bạn. Ok. Xem có đúng không ha? Người làm chứng phải là một người thân, có thể là một người thân. Rồi. Hỏi ai đó, yêu cầu ai đó có thể xác định cho bạn. Xác định, identify you là xác nhận là bạn á, à, người quen của mình á. À không, này không có nói về người quen thầy nhầm. Có nghĩa là chỉ cần yêu cầu ai đó, nó không cần biết, yêu cầu một ai đó có thể xác nhận đó là bạn và phải điền vô thông tin bằng chứng, proof of identity là bằng chứng về danh danh tính, rồi bản thông tin về danh tính của mình, có nghĩa là cái người này sẽ ghi lại ha, và phải xác nhận một trong hai tấm hình của bạn nộp là chính là bạn. Nói chung là cái người này sẽ đứng ra làm chứng thôi, sẽ đứng ra làm chứng thôi. Nó không có đề cập là người nào nghe, nó chỉ nói là người này phải có một người đứng ra làm chứng. Đừng có tự suy nha các em.
Đừng tự xưng người làm chứng là phải người quen của mình, người thân, người bạn, không có nha. Phải, đừng có suy, bao giờ suy trong bài reading. Mình chỉ có đối chiếu thôi là câu đó, mình chỉ đối chiếu thôi là câu đó có nói hay không. Rồi khi nó nói như vậy là có nói đúng hay là nó nói bị sai. Chứ đừng có suy nha các em, không có suy trong reading, hoàn toàn không có suy nha. Tiếp nè, yêu cầu ai đó, nhiều khi người ngoài đường đi vô nhờ cũng được vậy. Yêu cầu ai đó coi có đúng mình hay không. Rồi, yêu cầu ai đó có thể xác nhận là bạn và ghi vô thông tin bằng chứng và xác định một trong hai tấm hình này là bạn, và người này sẽ được gọi là người làm chứng. Và cần phải đạt được những yêu cầu như sau. Đạt được những yêu cầu như sau, cái người làm chứng này cần phải đạt được yêu cầu như sau. Thứ nhất là người làm chứng phải 16 tuổi trở lên. Thứ hai là có thể liên lạc bằng điện thoại trong suốt giờ hành chính ha, và phải là người có chứng minh nhân dân hợp lệ. Ở đây nó kêu là passport hợp lệ bên nước ngoài ha. Còn bên mình thì chỉ cần chứng minh thôi, chứng minh dân thôi. Rồi. Vậy thì nó nói về thông tin của cái người làm chứng này, đó là trên 16 tuổi và liên lạc được bằng điện thoại và là người có chứng minh hợp lệ. Vậy thì đâu có nói gì về việc là người thân đâu, đúng không? Đừng suy nghe cái coi chừng lộn đó. Câu này chính xác đó là not given. Hiểu ha? Đọc kỹ cho thầy nhé. Câu 6. Cái người đóng vai là người làm chứng, chỉ chân đơn giản là người làm chứng thôi. Cái người đóng vai là người làm chứng phải có một cái passport. Câu này đúng rồi đó, nãy mới đọc luôn. Đã có một cái giống như bên mình là chứng minh dân nhập lại ha. Câu này là true. Và câu 7, câu cuối. Người xin passport thì phải ký tên hay là ghi tên cũng được. Ghi tên của họ đằng sau cả hai tấm hình. Coi kỹ nha. Đừng tự suy nghe các em, coi chừng lộn đó. Người xin passport thì phải ghi tên của họ đằng sau hai tấm hình. Rồi, tiếp tục. Giờ tiếp ha. Thì cái người làm chứng này phải điền vô cái bảng thông tin này bằng tay. Và người làm chứng cũng phải ghi tên đầy đủ của người xin visa. Nhớ nha, coi chừng không. Người làm chứng phải ghi tên đầy đủ của người xin visa. Tại nó chứng minh là mình mà, nó ghi cho mình mà. Ở đằng sau một trong hai tấm hình, chưa nghe, và phải chính họ phải ghi tên của họ lại, ký tên cũng được, rồi nói chung ghi với ký tên là nó đó. Và cái ngày đằng sau cái tấm hình đó, những cái hình mà có những cái thông tin xác định được ghi bằng tay bởi chính cái người xin visa đó, coi kỹ nha, sẽ không được chấp nhận. Coi kỹ. Photo, những cái tấm hình với thông tin xác định, những cái tấm hình với thông tin định danh mà được ghi bởi chính cái người này, cái người xin visa ha, sẽ không được chấp nhận. Vậy thì câu này là false, chính xác chưa ha? Người xin passport phải ghi tên của họ đằng sau tấm hình. Vậy là đâu có ghi, không ghi nha. Đây nó kêu là phải ghi đó, ngược nội dung ha các em. Rồi, xong. Câu tiếp theo. Bây giờ đến hết tin cái hết đi này cũng dễ, không có khó. Thầy sẽ dịch luôn nha. Rồi, dịch vụ sân bay Auckland này tại Mỹ. Này thành phố ở Mỹ. Cái này thầy chỉ gợi là cái này thật ra nhiều bạn làm được. Thậm chí có bạn chưa biết ai vẫn làm được. Thầy nói nè. Nó chỉ đơn giản, nó vẫn có điểm 7 nhưng mà điểm 7 này không đến nỗi. Phần này còn dễ. Từ từ bắt đầu để thầy nâng về cái heading sau này ha. Heading sau này nó là một câu lận, chứ không phải là một hai chữ như vậy đâu. Thì trước mắt thì phương pháp làm là một nha. Em đợi. Rồi. Heading ở đây thì em chỉ cần kiếm cái từ khóa trong bài tương ứng rồi có nội dung giải thích. Cứ hai cái này cho thầy nha. Nghĩa là em sẽ kiếm có từ khóa, giống như dẫn có từ khóa tương ứng. Có thể là từ đồng nghĩa hoặc là cái từ gần nghĩa cũng được. Rồi, phải có thông tin, phải đi chung với thông tin giải thích nữa. Tại vì ở nhiều khi có những khổ hai cái từ, có nhiều khi cái khổ đó cũng có từ khóa này nhưng mà nó không giải thích. Nó chỉ đơn giản là ý phụ thôi thì không phải là heading nhé. Tại heading nó nói là ý chính mà. Cho nên thầy mới khuyên lại là cần phải coi kỹ
có từ khóa liên quan, thậm chí là cái từ nó giống luôn, và thông tin giải thích. Rồi coi kỹ nè. Khổ A thì đưa đáp án luôn nghe, rồi thầy giải thích nè. Khổ A là số 2. Nó nói về khu vực quan sát, observation, khu vực quan sát. Vậy ha. Cái tầng 2 tại cổng đi quốc tế của sân bay này cung cho chúng ta một cái tầm quan sát, offers a view of ha, thầy có từ khóa này nè, của sân bay, của cái sân đậu máy bay airfield, và tất cả những cái chuyến bay đến và đi, ngay cái dòng đầu là chính xác luôn này, cho chúng ta một cái view, offer the view, nó sẽ tương ứng với là observation, đồng nghĩa nha. Nhưng mà hai loại từ khác nghe, này là cụm thì cho chúng ta cái tầm nhìn, có nghĩa là quan sát, đúng rồi. Rồi a view cũng được, em ghi a view cũng được. Đây nó giải thích luôn nè, là quan sát được sân bay rồi chuyến bay đi và đến. Đồng thời nó có giải thích nè, có một cái quán cà phê đặt tại chỗ đó ha, situated, đây là đồng nghĩa với chữ located ha, nó cũng đồng nghĩa với chữ located. Được đặt ở đó. Rồi cũng có một cái nhà hàng để phục vụ cho tất cả những hành khách đi máy bay sử dụng. Rồi tới đó để người ta ăn uống cà phê, để người ta quan sát. Rồi, ok ha. Tiếp tục. Thật ra là cái này cũng dễ, là hết đi, nó rõ ràng, nó không có bị trùng, ít bị trùng lắm. Cho nên các em làm được ha. Khổ B. Dịch vụ của hành khách. Rồi, dịch vụ mục tiêu. Đây, à không, câu chuyện 7 đó, câu chuyện lộn á. Dịch vụ đâu rồi ta, dịch vụ. À đây nè. Rồi, câu chuyện lộn đó. À, ở đây là nó nói là trung tâm dịch vụ du lịch ha. Số 10. Trung tâm dịch vụ du lịch. Tourist Travel Center. Trung tâm du lịch là nó đó, là có nghĩa là trung tâm nó cung cấp các dịch vụ du lịch tại chỗ đó. Coi này ha các em, coi chừng lộn đó. Coi chừng ở trên nó có service service, nhưng mà coi kỹ nha. Đây là healthcare này, bác kia đây là kho hàng nha. À, hành lý nha các em. Coi chừng lộn đó. Coi nè. Chúng tôi mở cho tất cả các chuyến bay quốc tế và cung cấp dịch vụ toàn diện, comprehensive là toàn diện nha, đầy đủ á, cho tất cả những người khách đến CD, bao gồm những cái vé cho nhiều ha, những cái đơn giảm giá hay cái vé hay tờ quảng cáo gì đó, cho nhiều, a range of là many đó, cho nhiều địa điểm tham quan du lịch. Rồi attraction là liên quan tới tourist, là du lịch rồi đó. Rồi đồng thời chúng tôi còn offer booking service ha, cũng là service nhưng mà coi kỹ nè, dịch vụ đặt phòng cho chỗ ở và phương tiện, cái này dạng giống như chỗ ở rồi xe buýt, xe du lịch để đi tham quan này nọ đó. Rồi đồng thời cũng có xe buýt đi vô trung tâm thành phố với giá rẻ, competitive price. Vậy thì tourist travel center ha, trung tâm du lịch để nó phục vụ các du lịch ha, còn mấy cái này đâu liên quan đâu ha, nó có chữ service, cho nên đối với ai không có dụ từ khóa nữa mà phải hiểu luôn ha, phải hiểu nha. Nhưng mà cái mức độ hiểu của mình không đến nỗi là phải hiểu hoàn toàn hết, mình hiểu một phần mình vẫn làm được nhé. Rồi tiếp theo C. Ok, dịch vụ y tế, healthcare services, này dễ thấy nè, những người khách, cái người mà cần cái vấn đề y tế thì sẽ gọi cho 9877 ở cái điện thoại công cộng, điện thoại thẻ của mình á, tại cái cổng của sân bay ha, và những cái trạm y tế tại sân bay sẽ được đặt ở cái sảnh, ở cái tầng trệt gần chỗ phòng chờ, gần chỗ phòng chờ chuẩn bị đi, departure là đi nghe, cái phòng chờ dành cho những chuyến đi. Chăm nghe, coi chuyện bấm lộn chụp màn hình á, tưởng hỏi cái gì. Rồi tiếp ha. Phòng chờ có nghĩa là sẽ đợi vào phòng chờ, và cũng nơi là để, và nơi đó nó cũng cất trữ nhiều loại hàng. Rồi thôi,
mình chỉ quan tâm tới y tế là được rồi. Ok, về chính xác ha, nó có liên quan tới y tế, có từ khóa và có giải thích luôn. Chủ yếu là từ khóa này, hai cái từ khóa này, medical attention với lại pharmacy. Mà nghe cái dòng đầu là có giải thích luôn rồi. Cần về vấn đề y tế thì gọi. Đó, nó có giải thích luôn. Khổ D. Rồi, hành lý nè, liên quan tới hành lý nè. Dịch vụ về hành lý. Còn ha, những cái hành khách đi, đi ga, ga đi á, là đi đi nước ngoài á, có thể đóng hành lý hay là seal là dán, đóng dán hành lý mình lại. Và hay là những cái gói hàng của mình ở trong, đóng gói hàng của mình bằng những cái túi ni lông tái chế được ha, recyclable polyethylene, để bảo vệ những cái hành lý này khỏi bị trầy xước, khỏi bị hư hại. Và đồng thời nó có những cái kho trữ hành lý và thu ở cái mức phí là 10 đô một giờ ở cái tầng thứ nhất. Tuy nhiên là cái khách transit passenger này là khách này, mà gọi là khách gì ta? Cái khi mà em đi qua nước ngoài là em sẽ dừng ở giữa, khách gì quên mất tiêu rồi. Dạng giảng là thầy quên mất tiêu. Bạn nào biết ghi giùm thầy lại ha. Rồi. Thì những người khách này sẽ được sử dụng dịch vụ hay là những được sử dụng những cái cơ sở vật chất hay dịch vụ cũng được. Trữ hàng tại đó, có nghĩa là cất hành lý hay cái gì đó nhưng mà sẽ miễn phí. Trung chuyển đúng không? À, quá cảnh đó đúng rồi. Tiếng Việt quên rồi, thấy bà rồi. Chết mồ. Không, lâu lâu giảng giảng giống như nó đang bị lì quá không? Nói đến họ bị lì luôn. Có mấy cái giờ mà họ quên. Quên tào lao đó. Quá cảnh đúng không? Quá cảnh. Trung chuyển cũng được. Mà trung chuyển nó hay xài ở dưới mặt đất. Còn quá cảnh thì ok là nó sẽ chính xác hơn. Rồi, tiếp. Này dễ là transit. Transit là chuyển đúng rồi. Chuyển. Trung là chuyển qua. Tiếp tục. Vậy là hiểu ha, đúng là dịch vụ hành lý, cất trữ hành lý. Ok, để xuất hình. Có bạn nào bị lỗi gì mà sao có, như có một đứa bị lỗi ta, đỡ để em đỡ thầy xuống nha. Rồi, tiếp tục hai cái. Vậy là chỉ có một đứa bị lỗi, không biết là bên cái Sky nó có bị gì không? Ai cũng thấy mà. Tại vì nếu mà thầy stop nữa, thành ra nó bị đứt á, nó bị đứt. Vậy để thầy chỉnh phần mềm cho bạn. Rồi, ok ha, tiếp tục. Ủa, bạn vô nè. À, đang gọi, đang gọi. Vậy là bị gì vậy? Rồi, tiếp tục ha. Sân bay thì tiếp tục nè. Tới đâu rồi ta? Khổ D rồi đúng không? Rồi, khổ E. Khổ E ha. Rồi, khổ E. Khổ E là gì đây? Ừ, đây nè. Cái này có 7 nè. Đáp án của nó là số 9 nha các em. Chi phí cho những cái chuyến bay đi. Departure là những chuyến đi, cái chuyến mà để đi ra ngoài á, chi phí cho những cái chuyến bay đi. Rồi, có liên quan tới chi phí ha. À, nó có đầu tiên giờ có chi phí nhưng mình sẽ coi nè. Tất cả những hành khách đi quốc tế, every international passenger, tất cả những hành khách đi quốc tế với, đặc biệt là với những đứa trẻ dưới 12 tuổi và những hành khách quá cảnh đúng rồi, cũng là đi quốc tế luôn. Tại Auckland mà dưới 24 giờ, quá cảnh dưới 24 tiếng, sẽ được yêu cầu là phải trả 25 đô khi rời khỏi đất nước đó.
Rồi, thì cái việc này có thể được thực hiện ở National Bank, ngân hàng quốc gia ha. Rồi, ok. Vậy là có chi phí trả tiền liên quan tới phi ha. Rồi, international passenger với lại passenger này với transit cũng là người đi luôn. Thì người đi mới rời khỏi nước ngoài, mới rời khỏi cái đất nước đó chứ. Rồi, ok, vậy chính xác. Tiếp theo, câu F. Thông báo rồi. Flight information. À thì quên, nó có 7 chỗ này nè. Hồi nãy là nó 7 mình ở cái currency exchange. Đó. Currency exchange nó là đổi tiền nha. Em bị 7 chỗ này nè. Nghĩa là nó có cái tiền đúng không? Và có cái chữ National Bank nghe tương đổi tiền. Nè, có thể sắp xếp ở chỗ National Bank rất là sai nha. Nó kêu rất là rõ đó là những hành khách này phải trả tiền chứ không có đổi tiền. Cẩn thận nha. Đó, cái 7 là 7 như vậy. Nghe cái chữ tiền mà đúng không? Currency và thế national thế chữ bank là tương đối tiền. Rồi, vậy là ok ha, vậy là biết biết bị cái gì rồi. Câu tiếp theo. Khổ G. Khổ G. Nên business là thấy ngay rồi. Rồi meeting facility. Cơ sở vật chất. Nói chung là những cái phục vụ về hội họp á. Ha. Meeting facility. Phòng ốc hay là dịch vụ gì cho hội họp á. Meeting facility. Rồi. Right. The airport cater for the needs of business travelers and has several rooms available for seminar and business gathering. Rồi. Cái sân bay thì sẽ phục vụ cho ha, cater for nó đồng nghĩa với chữ, nó cũng có nghĩa là phục vụ luôn, nó đồng nghĩa với chữ service và động từ á, động từ cũng là nó luôn, service hoặc là served cũng được ha. Cater for phục vụ cho ai hay phục vụ cho cái gì, phục vụ cho nhu cầu của những người doanh nhân và có nhiều phòng để hội họp ha, để seminar, để tổ chức hội nghị và hội họp doanh nghiệp gì đó ha, gathering cũng là hội họp đó, nó gần nghĩa với meeting á. Rồi những cái chỗ này sẽ đặt ở gần trung tâm y tế của sân bay, adjacent to, nó đồng nghĩa với chữ next to, kế bên. Ở cái tầng thứ nhất ha, tất cả những thông tin về booking thì vui lòng gọi cho chỗ này 5294. Rồi vậy là xong rồi ha, không khó nha các. Tiếp theo là cái planning year, a gap year. Đâu rồi? Rồi. Chu Phong nó kia bàn tiếp ha. Chu Phong nó kia bàn tiếp nè. Câu 15. Cho một số... Thầy dịch trước rồi bắt đầu thầy dịch luôn ha. Thầy dịch trong bài luôn. Đối với một số những cái người Anh trẻ thì mục đích của cái năm hoãn ở Cap Year là một cái năm để hoãn, nghĩa là nghỉ học một năm, không nghỉ học một năm để làm gì đó để cải thiện về trình độ học vấn, số điểm hay trình độ vấn cũng được, cải thiện về trình độ học vấn. Câu này coi câu này nó là gì nha. Đối với người Anh, những người Anh, những thanh niên này nè, thì mục đích của nghỉ để làm cái gì đó là để cải thiện trình độ học vấn. Nghe thấy nó hơi không liên quan rồi đó, nghỉ mà trình độ học vấn gì. Coi ha các. Rồi. Planning a gap year. A gap year. Cái lý do tốt nhất để có một cái năm hoãn giữa việc học và đi làm hoặc là học cao hơn. Dạng giống như em học xong cấp 3 rồi em đi làm á. Mà không đi làm á, mà có một gap year. Hoặc là để học tiếp chương trình đại học ha. Mấy này nước ngoài hay có đó. Mình cũng có vậy. Là để cải thiện về cái đơn xin việc làm của bạn. Đó, coi, đó, biết nó sai gì vậy ha. Cải thiện về đơn xin việc làm của bạn với kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài. Nghĩa là cải thiện về kinh nghiệm làm việc. Đây là lý do mà một số school leaver là mấy đứa mà học xong á, mấy đứa mới học xong cấp 3 đó. À, 2K2 đó. Ở Anh đang xem xét
là một năm như vậy là cần thiết, essential. Vậy thì cái lý do chính của cái bài này nó nói là một năm như vậy là để kiếm kinh nghiệm làm việc, cải thiện kinh nghiệm làm việc, trong khi nó kêu là một năm như vậy là để cải thiện trình độ học vấn. Vậy thì có nội dung, vẫn có nội dung chính nghe là cải thiện cái gì đó, một cái năm, mục đích một cái năm như vậy là để cải thiện cái gì đó, và nó bị sai ở thông tin nhỏ. Trình độ học vấn cũng là thông tin, cũng là danh từ nè, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, nó vẫn để rõ nha. Vậy thì câu này đó là false đó, coi kỹ nha. Nghĩa là nội dung vẫn có nói là cải thiện một cái gì thông qua một cái năm nghỉ học, à, một cái năm gap year ha, một cái năm hoãn. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục ha các em. Câu 16. Chỗ cái shooting star thì nó sẽ tìm kiếm việc làm cho người trẻ trong lĩnh vực dịch vụ. Thầy đọc lại ha. Cái chỗ này sẽ tìm kiếm việc làm cho người trẻ ở ngành dịch vụ, catering industry. Rồi, tiếp ha các em. Rồi, thầy dẫn dịch tiếp nè. Nó chưa tới nhưng mà thầy dịch ha. Thì cái chỗ này sẽ là một cái tổ chức để giúp cho học sinh bằng để giúp đỡ học sinh bằng việc là cung cấp những cái training, những cái hướng dẫn, được hướng dẫn để tìm kiếm việc làm phù hợp ha. Hướng dẫn tiếp nối bằng việc làm phù hợp có nghĩa là tìm kiếm việc làm phù hợp. Chúng tôi tại cái chỗ này sẽ hỗ trợ rất nhiều hơn là một chuyến đi nước ngoài thôi. Ở em đợi xíu chưa hoàn tất. Rồi, tiếp tục. Ở cái chỗ này bạn sẽ có được những kỹ năng để mang đến một công việc tốt hơn cho thời điểm hiện tại và trong tương lai ha. Trên báo chí thì nó rất nhiều những quảng cáo cho công việc giặt, washing up là giặt ủi ha, ở nhà hàng. Tuy nhiên chúng tôi không làm điều đó, nó không phải là ý tưởng của chúng tôi. Vậy thì nè, giặt ủi tại nhà hàng là ngành dịch vụ đúng rồi. Chỗ này không làm. Trong khi bên bài nó nói là chỗ này nó làm, nó tìm kiếm về công việc dịch vụ. Vậy thì nó đâu có tìm kiếm công việc dịch vụ đó đâu. Nên trong công việc về dịch vụ đâu đúng không? Nó phủ định lại. Bên bài nó kêu là khẳng định. Bên câu hỏi nó là phủ định. Vậy thì ở đây chính là false. Vẫn tìm kiếm công việc nhưng không phải là công việc này. Nó vẫn đưa công việc này ha, rồi nó nói là không phải. Chính xác ha. Mà đây nè, nó sẽ nói à, chúng tôi sẽ cung cấp cho những cái đứa này, à, cho những người này những cơ hội là được khám phá bên ngoài, à, dạy cho chúng những cái thứ như là sailing, à, chèo buồm hay là cưỡi hay là trượt tuyết gì đó ha. Rồi vậy là ok, tiếp tục training, à, buộc những cái buổi huấn luyện với cái chỗ này sẽ rất là mắc tiền. Coi kỹ nha, vừa nội dung vừa thông tin. Coi chừng là vẫn có từ khóa thông tin là training, nhưng xem có nội dung liên quan không. Coi kỹ nha các em. Rồi. Tiếp nè. Thật sự in your year, à, trong cái năm đó, trong cái gap year này thì bạn sẽ được train, rồi có train ha, bạn sẽ được du lịch và làm việc, bạn có thể kết hợp công việc với lại, bạn có thể vừa làm việc mà bạn sẽ vừa được thưởng hay là nhận những cái giải thưởng gì đó, và bạn sẽ trở thành những cái skipper, những cái người mà lướt lướt thuyền buồm có kinh nghiệm ha, hay là những người hướng dẫn. Rồi trong khi đó thì, và có nhiều người trong khi đó thì lại có nhiều người dành cái ngày nghỉ
là bỏ tiền ra để dành ngày nghỉ là chỉ đơn giản là để thưởng thức thôi, mà chúng tôi sẽ được hỗ trợ. Rồi, vậy thì cái câu này nó có nói liên quan tới việc là training là mất tiền hay không? Nó không có đề cập tới giá cả tiền bạc gì của training ha. Vậy thì câu này nó là chính xác là nó given. Nó có 7 mà nó dưới cái chữ bet nè. Nhưng cái bet này em coi kỹ lại nghe. Là cái bet, những cái việc trả tiền này là nó nói là có nhiều người bỏ tiền ra để đi những ngày nghỉ này, chủ yếu là để enjoy, để thưởng thức những cái môn thể thao nó thích thôi, giống như đi tới đó để lướt sóng này nọ ha. Trong khi cái tổ chức này nó giúp cho mình học được cách lướt sóng luôn, rồi có thể trở thành giáo viên hay cái gì đó. Ở đây bên nước ngoài nha, bên mình không có đâu ha. Vậy rõ ràng nó có liên quan tới trending là mất tiền ha. Nó bẫy mình chỗ này. Rồi, tiếp tục. Những cái người trendy mới sẽ thấy dễ dàng để sẽ trở nên sẽ dễ dàng hơn trong việc là tìm kiếm được cái loại công việc mà họ muốn. Find it easy to get a short of work có nghĩa là loại công việc ha các em. Người trainee sẽ dễ dàng có được cái công việc mà họ muốn hơn. Coi tiếp ha. Australian, những người Úc và những người New Zealand đi đến châu Âu và Nam Mỹ với một cái số lượng rất là lớn để có được kinh nghiệm nước ngoài. Thì những cái người mà đi với hay là những người mà tín nhiệm về cái tổ chức này thì sớm sẽ sử dụng được cái kỹ năng của họ trong công việc mà họ từng mơ ước. Vậy thì đây là công việc họ muốn, đúng không? Công việc mà họ lúc trước là mơ ước và bây giờ họ có thể sử dụng kỹ năng trong việc đó, có nghĩa là họ làm việc được sớm nè, ý chính nè, họ sẽ sớm sử dụng được kỹ năng trong công việc là họ sẽ dễ dàng làm việc hơn, mau chóng là dễ dàng hơn rồi, mà công việc lúc trước họ mơ ước dream about ha, before thì rồi, vậy là chính xác, là câu này là true ha các. Câu 19, những cái người này, cái người mà muốn có được kinh nghiệm làm việc nên kiểm tra, nên tìm hiểu, check out là tìm hiểu luôn nha các em. Tìm hiểu về những cái kỳ nghỉ này, những cái vacation này, vacancy, tìm kiếm về những loại công việc chứ thầy nhỉ. Tìm kiếm về những loại công việc trước khi họ bắt đầu đi. Nghĩa là qua đây vẫn vừa giống như vừa du lịch mà vừa phải làm việc rồi đó. Thì thầy nhắc lại nè, những cái người này, cái người mà muốn có kinh nghiệm làm việc cần phải tìm hiểu loại công việc trước khi họ đi. Rồi, câu này hình như vẫn là true á. Thì thầy coi đáp án là siêu. Mười chín true, 24, đúng rồi, true ha. Đúng rồi, những người này cần phải tự mình kiếm tìm hiểu về công việc đó ha. Ok. Rồi. Ở dưới nhưng mà thầy nhân dịch tiếp nha. Bất kể khi nào mà bạn đến thì một một năm như vậy với tổ chức này nghĩa là bạn sẽ được training chuyên nghiệp hơn và có những chuyến đi quốc tế rộng hơn. Rồi, có những cái tip cho một năm tốt đẹp. Thiết kế cái trip tự mình thiết kế ra cái năm như vậy trong cái bản outline ha, trong bản kế hoạch đó trước khi Flying for resources and the plan was rồi chưa nghe, chưa liên quan nghe nhưng thầy vẫn dịch nha. Cần tự mình thiết kế về cái bản kế hoạch của mình trước khi apply for a job, trước khi bạn có một công việc cố định hay ổn định tại cái a permanent job or a college. Nói chung là khi bạn bạn nên tự mình thiết kế, có nghĩa là đi qua những cái này em sẽ có kinh nghiệm và em tự thiết kế được ha. Trước khi có công việc cụ thể, trước khi có một công việc cố định sau khi em đi cái gap year đó về. Công việc ở đây là dạng cho mấy đứa mà nó đi xong nó về để nó đi làm luôn á, nè trên đây nè. Nè, a gap year between school and work nè ha, hoặc là đại học nè. Thì cũng vậy, trước khi có được công việc cố định hoặc là học tiếp nè. Đó, college play là đại học luôn á. Rồi thì những cái officer, những cái người bên văn phòng này hay là những người hướng dẫn này sẽ ấn tượng về cái kế hoạch của bạn rồi. Nói chung là khi em đi gap gì về em sẽ có kinh nghiệm ha.
em apply cho một công việc gì đó thì bên nhân sự nó sẽ ấn tượng về kinh nghiệm em đã có, hiểu ha? Em đi nước ngoài em có kinh nghiệm về thì em ghi vô những cái bản outline này thì mấy người này sẽ ấn tượng rồi. Hay là khi em xin vô đại học cũng dễ hơn đó, là những cái người hướng dẫn em nó cũng sẽ dễ dàng, nó cũng ấn tượng hơn về bởi một cái kinh nghiệm kỹ lưỡng, một một cái bản kế hoạch tốt như vậy. Rồi nói chung thì tại chỉ dịch thôi chứ nó không liên quan gì câu mình đang hỏi ha. Tiếp nè. Rồi còn những cái gì quan trọng hơn nữa đối với bạn đi du lịch hay là kinh nghiệm làm việc, bạn có thể linh hoạt với kế hoạch đi của bạn, nhưng rồi tới đây nè các em, nhưng bạn phải nghiên cứu về cơ hội làm việc trước. Đây. Bạn cần phải check out là nghiên cứu trước, tìm hiểu trước. Vacancy nó đồng nghĩa với lại job ha, hay là job opportunity là nó luôn ha. Rồi thì đấy, nó có nói là cần phải tìm hiểu trước khi khi bạn đi đó, lên website và click vào đây để tìm hiểu. Rồi ok, câu cuối ha, xong rồi đó các em. Sorting store chỗ này sẽ giúp bạn sắp xếp chuyến đi, sắp xếp cho chuyến đi. Những chỗ này sẽ giúp bạn sắp xếp cho chuyến đi. Rồi, thầy giờ tiếp ha. Who do you know taking review before? This is sorry about the result. Rồi. Ai, who do you know who has taken a cab before? Bạn sẽ biết ai, bạn muốn biết ai là người đã từng đi một năm trước đó, thì Shooting Star sẽ liên lạc, sẽ kết nối bạn với những người mà đã từng đi trước đó. Rồi thì nói chung cái này không liên quan ha. Giống như hỏi hỏi thăm chứ gì đó. Rồi sắp xếp. Phải sắp xếp ha, phải sort out the admin in the plenty time, có nghĩa là mình phải tự sắp xếp, mình phải sắp xếp thời gian của mình. Cụ thể đó là vé, sắp xếp những công việc trong một khoảng thời gian dài nè. Đó là mình phải sắp xếp vé, à mình phải mua vé, rồi visa, rồi bảo hiểm, rồi những vấn đề về y tế như là vaccine hay là vaccine cho những cái chỗ mà sắp tới á. Đây là trách nhiệm của bạn. Nói chung sắp xếp ha, đồng nghĩa với chữ arrangement. Thằng này có giúp không? Sắp xếp mấy cái đống này nó giải thích rõ luôn và trách nhiệm của mình. Vậy thì câu này là phone, nó không có giúp ha. Rồi vậy thôi, xong tới đây xong ha các em. Thầy dặn nè, kinh nghiệm làm bài cho nó hiệu quả, đơn giản về làm lại lần nữa. Thầy giảng tới đâu cứ làm lại tới đó được rồi, làm lại lần nữa theo hướng là sẽ dịch lại lần nữa cho hiểu ha, làm lại câu hỏi lần nữa, nghiệm lại những gì thầy hướng dẫn. Thì bạn tùy các em có thời gian thôi, làm lại nhiều lần càng tốt. Rồi sau đó làm lại nhiều lần càng tốt nha, bởi vì thầy nhắc lại cái reading này, cái quan trọng là cái từ vựng và khả năng dịch của em á. Thì lúc đó em sẽ nhìn vô cộng với cái em nhìn vô cái câu hỏi rồi cộng với cái phần hướng dẫn về phân biệt câu hỏi như nãy thầy nói á, thì lúc đó em sẽ nắm chính xác hơn. Ok ha. Thì thầy dặn lại là nhớ đi đúng từng bước nha. Chuẩn bị bài trước giống như hồi nãy, lên thầy hướng dẫn, thầy sẽ dịch với lại trả lời câu hỏi luôn, về làm lại lần nữa cho thầy. Rồi sau đó mới làm bài mới chuẩn bị cho bữa tiếp theo. Nãy giờ cũng là true false not given không đó. Nó khó lần từ từ đó. Thì bữa sau là mình sẽ giải qua, mình sẽ học qua cái phần này. Vừa giải câu hỏi mà mình vừa dịch luôn, mình sẽ học luôn từ vựng ha. À qua cái phần này. Qua tới câu 27 luôn nha. Và có thể là phần 3 luôn. Phần này thì phần làm thêm không bắt buộc nha. Cho nên bạn nào làm được cứ làm, không có thì thôi. Chỉ cần làm tới 27 cho thầy là được rồi. Nói chung là em nắm tốt 27 câu đầu là ok rồi. Còn phần này sẽ là để làm thêm. Rồi. Còn bạn nào làm được hết cứ làm thử đi. Rồi tra đáp án lại, có đáp án đó. Kéo xuống cuốn sách có đáp án đó. Thầy để cái link sách. À, để thầy chúc thầy đưa lại cái hình đáp án luôn cho các em dò cho nó dễ. Xem đúng bao nhiêu câu trên 40. Tổng số câu của mình là 40 câu nha. Rồi mỗi câu đó em lấy tổng số câu em nhân cho 0.25. À, số câu
nhân cho 0.25 rồi bắt đầu tự làm tròn luôn ha các. Để biết bao nhiêu điểm ha. Nhưng mà nó có cái khung điểm sẵn rồi, nhưng mà cứ làm thử cái này trước cho thầy đi để mình đoán bao nhiêu điểm trước. Khoan nha, để thầy coi còn bạn nào này. Ok, để thầy nhớ. Rồi, ok, xong.